đáp bẩm buồn chật chọp ấy bà mà phải chọp ai dưng men riêng ta mà phải như vậy nè bà lâu nay lấy mà phải lấy đáp bẩm buồn. The elderly in my country is or are cared for by their children and grandchildren. Finite verb là gì nè? Finite verb cứ is rư a nè anh chỉ finite verb. Sum bay lục rù đã vô rư vớ có vì nói từ finite verb. Chứng finite verb miễn kê giang sắp bí tùm ruộng. Hay à finite verb nè anh đại trâu prai pru tam pro pro thiên agree cho mùi nâng pro thiên. Sum nu su thà pro thiên bất bà gót nô khăn ông sân thân ní ai nà my country rư bọn bọn thăm tao bà lọp ai tiết rù bà lọp kê lê ba nè. Well, my country cái này nó chia noun phrase và object cho bỏ ai kế in sum nu đã xua tại cái này nít ta elderly nó vị chỉ singular plural luôn luôn thọp đăng bịa the rich ấy the rich nè miền the poor nè cò giờ lẽ the sick nè chủng ngư chẳng cần that plus adjective prepared adjective of quality đòi trả nữa được the rich the poor đợi thế nào the sick, the weak, nè toàn sao, the powerful, the powerless, the homeless, ấy vậy nè. Chẳng cần apa, the plus adjective, vì khai tới chỉ noun. Noun nó cứ plural. The poor, miền này ta poor people. Giang nam mấy the elderly, elderly con là niệm á, cha tùng, manu cha. Chẳng the elderly cái lái sma, elderly people, cha, manu cha. Manu cha nó không bật tê rồi bó nhóm. Hay dừng nào xin ngu mấy cái mơ thai nó nà. Cái mơ thai nó nà. Con cháu mơ thai nó nà. Mên mơ thai bật tê thì mơ thai manu cha. Chẳng cái lại này mà này thà manu cha. Rứ cha chủ riêng nó không bật tê rồi bó nhóm. Trời bàn con cháu mơ thai toàn. Chẳng chùm lại trầm trớ cứ kê đi ra sắp. Nà thà ý. Ý hay tiết cứ chúng cho lệch mà phải dừng bị phiền mà phải lệch sân á và ô cả bị phiền năng bờ sân chỉ dừng riêng bàn tràn tết bị phiền là o sập bài hay bị đám nợ bắt đập bóng cứ kê là bay cả bị phiền năng anh hay bị phiền năng mến bị phiền rồi tại sập chích năng vợp năng thế kê bị phiền tổng o nô nong sân thân mùi năng á kê cắt kê bị phiền ai na sập chích ai na finite verb, nè finite verb auxiliary, finite special, finite dương trong quê nhưng coi mơ, hay ai na chia chơi run, ai na chia present participle, ai na noun phrase, ai na noun clause, direct object, indirect object, cái bị phía cái cu mong là dương mơ trong quê mộc nắng, anh đi chuyện này, anh đi adverb of time, anh đi adverb of place. Kê bị phía chẳng và nẹ bắt đầu bóng và nẹ phân nông bình kê bị phía tam nẹ phân nông bình chẳng dân bị phía tôi tam cũng rách rứ của tôi tam ở vấy đây dân chọn bị phía tê dân bị phía tầng ốc tòa dân riêng chê tầng ốc part of speech ấy nắng cứ xâm khánh là dân trâu bị phía bán với tôi là chê part of speech hay chê tầng part of speech có một toàn cổ của đoàn bà mập hãy cái bật bật chọp. This exercise on singular plural agreement or subjects and verbs is or are easy. Not easy for me, but easy for you. Ở đây chấm lái hay đâu? Say cái nghề đã xem nua thằng say cái nghề subject như rương nghề, verb như rương nghề, agreement như rương nghề, exercise chẳng. Protein bảo biết rồi nè, lùm hạt ní nghề tệ. Vì còn đây cái miền clear trade màu phải nhớ lùm hạt ni sẽ đây ổng pì đài sẽ đây ổng pì agreement chỉ singular plural này bà thiên nâng kê rìa giảm nút nghe tế sẽ nghĩ cứ lùm hạt là nế chẳng chẳng chùm lại trầm trấu cứ bà gọt chía is nhé khánh bàn cần lưu khá ọt là bị lệch mùi đó lệch mà phải nâng tụ tụ bàn cần lưu khá là bàn á bóng ổn tụ tụ bàn cần lưu khá là nên cái đại dương sắc xa rin sốt đòi chăn tẹt đòi ca bình chất đòi ca phía diêm đòi ca dục chất tục đã hay đòi ca chlạt rùa vầy vầy miền hết miền phò dương sắc xa tớ dương khơi miền hết miền phò trầm trầu rùa đại kê vô sinh chùa lớn nâng vì miền hết đã bỏ vỉa đại kê vô plural verb nâng vì miền hết đã bỏ vỉa
Đức chân này cả vị phía vầy có chun bẩn nè. Tục chìa ẩm nào tịch tui. Nói thằng ngày trong sạp đà đầm bay chun đòn mật nè sạc xa tương lai chìa bí xế. Nực đòn sạc xa nụ sạc tương lai để thọ bà riêng. Chủ mùi khá nê xa mai. Xa mai ọt Covid nó ba. Nực ấy, nực sạc xa nụ sạc bên tên. Nực bóng bà ô nè sạc xa chủ mùi khá nhóm. Cả lòng màu cả đôi chìa lô cừu nè cừu xe xe tiết đai nực rồi lực. Đức chân này dân chụp khá nê bền nê bẩn nè. Nông ca vị phía vầy có miền cùng học công dạng ná. Xôm khăn tay ạch chia sài hay. Dân ai chụp khá nê nâu khá nông vẹ vị phía cỏi cỏi tiết hay nâng vẹ bồng riêng vầy có. Chẳng dân miền ổ ca chụp khá nê miền tài tạm online nê. Đức chân này bền nê khá nhóm bạn chàn bù ná bì EFK. Xôm cổ rốc chùm riêng lìa bà. Chúng ta sẽ bỏ ổn tầng ổ, chỉ tì cửa rộp rộp an. Bỏ ổn trở cả ai kết xa, nâng chùm nuôi cả xâm rạp sạc xa, nâng thơ cả bẹp bọt nâng tì xa ổn khá lệ mệnh thế. Nhóm miên vạch nà nụ cửa rộm mũi, chìa vạch nà nụ cửa rộm bì xế, xâm rạp chút bỏ ổn. Vạch nà nụ cửa rộm ní, xạ xâm bỏ phót xâm rạp xa nụ xa, ní xất đai cùng bông. Bọn rừng xa mặt phép này bị sao thế này. Xâm rạp lưu cừu nè cừu đã trở cả ai kia xa chùm nuối nó không cả bọn riêng. Xâm rạp mừng trời rư có bọn phố ôn này cũng bông phở kịch ca nghĩa nơi tàm phép này thả bàn xe xe bẹp bọn chùm mùi nâng ca bỏ bà rai trị đàn. Nó không nông xìu phơ ní chìa xìu phơ xa xê rịp riêng bài vài chân nụ cớm đà miên cầm rạch chật buôn rôi tùm bò. Bây rồi 34 tụng bộ. Nếu không nông xịp hơi ní miền tục tự đòi bía, khía, nâng xùm nông lập bạc. Thì xe miền ca bỏ bài chìa thì xa khám máy trả nấy sử dụng dụng. Vì thế này bọn phố miền xịp hơi ní mùi cổ báo thưa ôi kịch ca nghi rồi bọn phố chạp rồi hát cho bạc lúa nâng trầm trời. Đầm bây bạn và chân hà nó có mùi cổ báo ní dục tục bạc bọn phố còn tại tùm lẹ tỷ tăng lệ tụ sắp bóng phố nó khá rõm video này. Xôm ọc cơn.